Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà thao lược quân sự nổi tiếng. Tổng Bí thư Lê Duẩn là bậc thầy về tư tưởng sức mạnh tổng hợp. Ông đã nắm bắt kịp thời, chính xác xu thế, sức mạnh thời đại với sức mạnh của dân tộc và kết hợp một cách nhuần nhuyễn các sức mạnh ấy trong tính chỉnh thể, tạo sức mạnh tổng hợp để đánh và thắng Mỹ. Trên cơ sở xác định chính xác, chiến tranh cách mạng ở Việt Nam là cuộc đụng đầu lịch sử giữa các lực lượng phản cách mạng, đứng đầu là Mỹ với các lực lượng thuộc ba dòng thác cách mạng và sức mạnh của dân tộc ta ở chiến trường miền Nam với tính chất quyết liệt, ác liệt rất cao. Tư tưởng của ông đã phản ánh đúng đắn mối quan hệ giữa các lực lượng cách mạng của thời đại làm cơ sở cho đường lối đối nội và đối ngoại của Đảng ta. Ông đã nổi lên với tầm tư duy chiến lược trong nhận biết, phân tích về khoét sâu vào mâu thuẫn nội bộ của địch, phân hóa kẻ thù và quy tập lực lượng qua từng giai đoạn cụ thể để góp phần tạo dựng sức mạnh tổng hợp trong chiến tranh, cách mạng, đi đến thắng lợi. Nhắc đến Tổng Bí thư Lê Duẩn là nhắc đến một nhà thao lược quân sự nổi tiếng. Ông đã kết hợp giữa lý luận chủ nghĩa Marx Lenin về cách mạng, về chiến tranh cách mạng, quân đội với nghệ thuật chiến tranh nhân dân thuộc truyền thống dân tộc một cách hoàn hảo nhất. Biểu hiện tập trung nhất ở tư tưởng về sức mạnh tổng hợp, về bạo lực cách mạng với những lực lượng tạo thành như lực lượng chính trị của quần chúng, lực lượng vũ trang nhân dân, đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, xây dựng ba thứ quân, tiến công địch cả ba vùng chiến lược, kết hợp giữa đánh lâu dài đồng thời với chủ động tiến công chiến lược, biện chứng giữa thế và lực để làm thay đổi cục diện chiến tranh từng giai đoạn, tiến tới tổng tiến công và nổi dậy đè bẹp quân địch giành thắng lợi hoàn toàn. Lê Duẩn chỉ rõ, chúng ta nhận rõ tính chất khó khăn, phức tạp của cuộc chiến tranh để biết đánh và biết thắng. Đã biết mở đầu đúng, biết đánh lâu dài thì chúng ta phải biết kết thúc đúng. Theo thư vào Nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội năm 1986, trang 255. Với những cống hiến và phẩm chất nhân cách, tài năng, Tổng Bí thư Lê Duẩn có giá trị rất to lớn để ôn lại, để tôn vinh, để cho các thế hệ sau những bài học quý báu. Bản lĩnh, tinh thần cách mạng tiến công, nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp, tư duy biện chứng khoa học sắc sảo, nhanh nhạy và chính xác trước những diễn biến phức tạp, khó khăn vẫn phải kiên định, vững vàng, đặc biệt là tinh thần làm chủ của nhân dân. Sự cống hiến hy sinh suốt đời của Tổng Bí thư Lê Duẩn cho Đảng, cho dân tộc, cho chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa to lớn, soi rọi, thức tỉnh mỗi con người trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta để từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, tiến đến thắng lợi hoàn toàn. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!